Cái đơn hàng thì trước của em tới 16 ly rồi á. Bao nhiêu ạ? Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Và cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ đi đâu, làm gì, ăn gì hoặc là mua gì. Tại vì tất cả những gì sẽ diễn ra ngày hôm nay đều được cái người ở trước chúng ta quyết định. Và để hoàn thiện cái video ngày hôm nay hơn, chúng ta sẽ có một cái sự hỗ trợ từ người bạn rất là thân với mình, đó chính là Brian Trần. Yo, what's up các bạn, mình là Brian Trần. Và hôm nay các bạn hãy đi cùng People với Brian. Chúng ta sẽ không nói nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cái video ngày hôm nay mọi người. Let's go. Chắc là bây giờ cho anh gửi lại cái menu. Tại vì hôm nay anh làm một cái video là anh sẽ ăn giống như cái order gần đây nhất. Thì anh không biết là khách gần đây ăn cái gì, nhưng mà mặc dù là một món hay là 4-5 món hoặc là rất là nhiều món thì em cứ lấy ra, nhưng mà đừng có cho anh biết đó là món gì hết nha. Yeah, ok, cho anh gửi lại. Cảm ơn em. Thank you. Thì ngày hôm nay giống như mình nói là mình sẽ không biết là mình với lại Brian sẽ ăn gì, uống gì hoặc là mua cái gì. Nhưng mà chắc chắn nếu mà ngày hôm nay á, mà mình với lại Brian mà có ăn đồ ăn mà họ đem ra rất là nhiều á, thì đồ ăn sẽ không bao giờ bị bỏ phí. Tại vì mình với lại Brian sẽ tìm một cách nào đó để có thể sử dụng cái món ăn đó, có thể là gói gọn cái món ăn để cho chúng ta đem về nhà cho người nhà ăn hay là như thế nào đó. Nhưng mà sẽ không có một cái món ăn hay là món nước nào ngày hôm nay sẽ bị lãng phí trong cái video này. Thì bây giờ mình với lại Brian sẽ ngồi ở đây nói chuyện, tại vì lâu rồi không gặp, đúng không? Lâu lắm rồi again, bro. Thì mình với lại Brian sẽ ngồi ở đây nói chuyện, và khi mà họ đem đồ ăn ra thì mình sẽ gặp lại mọi người nha. Bây giờ họ đã đem đồ ăn ra rồi thì thật sự là mình không biết đây là những món ăn gì. Đây là cái món duy nhất mà mình biết, tại vì đồ ngọt ở Luzin rất là ngon. Thì đây chính là một cái bánh Red Velvet. Nhưng mà hai cái món này em có thể nói qua giúp anh được không? À dạ, thứ nhất là em muốn giới thiệu cho anh, đây là roasty của quán em ạ. Trong đó thì có poached egg, chorizo, spinach với lại potato bang. Là mình có hai cái trứng ở đây, còn ở dưới đây là cái này là đâu phải thịt gì đâu, đúng không em? Dạ đúng rồi, bên trong nó thì không có thịt, nó chỉ có sách, trong đó chỉ có khoai tây. Ồ, cái này là khoai tây giống như hash brown, giống như hash brown, giống như hash brown. Cái này là salmon scramble egg. Bên trong mình chỉ có trứng với lại cá hồi đánh lên, với lại một cái miếng bánh mì ở dưới. Yeah. Brian biết là bình thường mình hay ở bên nước ngoài á thì cái scramble egg á là trứng đánh đó mọi người, giống như nó vụn ra. Yeah. Nhưng mà trứng đánh ở đây á là nó liền với lại nhau, nhìn rất là ngon, nhìn còn rất là juicy. Juicy. Để tính nói yeah, juicy. Ok, cảm ơn em. Yeah. Chắc là cho anh xin hai cái đĩa để tụi anh có thể share với lại nhau. Còn Brian có uống cà phê được không? Brian muốn cái nào? Cái nào? Cái này là đá xay hay là muốn uống cái bình thường? Mình thử uống cái bình thường đi, nhưng mà nói chung là Brian uống cà phê là Brian sẽ ngủ luôn á. Ngủ luôn á? Uống cà phê mà ngủ luôn á? Yeah. Ok, thôi kệ. Chắc là Brian uống một tí thôi. Yeah. Rồi lát nữa xuyên suốt ngày hôm nay là còn đi uống chắc là trà sữa. Right. Đây là bánh ngọt, hồi nãy mình nói là bánh ngọt Brian thì chắc là Brian ăn ở Luzin. Yeah, Brian đã ăn cái này là Red Velvet. Red Velvet. Brian hồi nãy tới đây là Brian đi lên lầu biết ở đây là có một cái bàn to để quay phim luôn. Yeah, I know. Bình thường mình tới Luzin là mình rất là hay ăn Egg Benedict, nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự là mình không biết là mình được ăn hai cái món này. Thì đây là hai cái món rất là lạ. Thì chắc là Brian vẫn chưa ăn thử hai cái này. Hai món này thì chưa. Chưa, ok. Thôi, bây giờ dive in, mời mọi người ăn sáng cùng với lại Brian và Fable nha. Let's go. Let's do it, man. Và đó chính là một cái bữa sáng của Fable với lại Brian. Và ngoài ra thì một lần nữa shout out tới Luzin. Tại vì khi mà mình mới vừa gọi Bill á, thì Luzin nói là Luzin có một cái món quà là kem với lại một cái bánh lava cake để tặng. Tại vì muốn cảm ơn là ngày hôm nay Fable đã tới đây để shoot cái video này. Và thật sự là rất là cảm ơn Luzin, tại vì đã offer một cái vị trí để mình có thể bắt đầu cái video ngày hôm nay. Bây giờ Fable với Brian sẽ dive in. Nhưng mà Brian thấy sao buổi sáng? Warm up, ngon không? Nãy ăn quá ngon luôn á. Quá ngon đúng không? Yeah, ngon nhất là cái salmon trứng. Đúng rồi, cái đó quá ngon luôn. Bây giờ Fable với lại Brian sẽ cùng nhau dive in cái món dessert này nữa, và sau đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tại cái vị trí tiếp theo, là một cái cửa hàng bán giày nè, quần áo có tên là Pico Sneaker. Lát nữa gặp lại mọi người nha. Bây giờ thì mình đang ở tại một cửa hàng có tên là Tico Sneaker, được nằm ở trên đường Nguyễn Trãi số 150/27.
Và đây là một cửa hàng của một người em của mình có tên là Mạnh. Thì mình đã cùng với lại mọi người tới Pico Sneaker trong cái chuyến đi công tác của mình ở tại Hà Nội cách đây một vài tháng. Và đây chính là một cái chi nhánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh của họ. Giống như mình nói, họ bán rất là nhiều đồ, từ những đồ Hypebeast, Supreme, chúng ta có những đồ high end giống như là Thom Browne, Moschino, Kenzo, và ngoài ra thì chúng ta có quần áo Supreme, giày Gucci, giày Yeezy, Off-White. Và bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa, mình sẽ dắt cho các bạn đi một cái tour nhỏ nhỏ tại đây. Và sau đó chúng ta sẽ mua theo những gì mà người ở trước đã mua. Đi thôi mọi người. Và bây giờ thì mình đang đứng ở ngay cái cửa ra vào của Pico Sneaker. Thì ở ngay cửa ra vào chúng ta có một cái tủ, thì ở trong cái tủ kiến này á thì chúng ta có một cái đôi guốc của Christian Louboutin, ngoài ra là có hai cái sợi dây nịt, một cái là của Dolce & Gabbana, ngoài ra là chúng ta có một cái thương hiệu, thì không biết là các bạn có biết cái thương hiệu này không, nhưng mà cái thương hiệu này có tên là Philip Lyon. Cái thương hiệu này họ làm áo thun rất là đẹp, có rất là nhiều đá, mình rất là thích cái Mạnh mới vừa tới. Mạnh là founder ở đây, lát nữa mình sẽ giới thiệu với lại mọi người. Hello em trai, khỏe không em? Thì đây chính là Mạnh. Mạnh là owner mà hôm trước mọi người đã gặp, thì anh đang dắt mọi người đi tham quan một tí ha. Là, ok cảm ơn em. Ở đây chúng ta có hai cái bóp, cái này là của Fendi, ngoài ra là có một cái của Louis Vuitton, một cái clutch của Dolce & Gabbana, và ngoài ra có rất là nhiều những cái phụ kiện của Supreme. Thì chúng ta có một cái súng bắn tiền, một cái bình nước, cái này mình gọi là tour, nó giống như là một cái đồ để kẹp điện hay là những cái vật dụng, mà đây là một cái vật dụng Hypebeast. Ngoài ra thì ở đây ngay hai cái mannequins thì chúng ta có hai cái túi shoulder bag và waist bag của Supreme. Và đây thì chúng ta có một cái photo tee của Supreme, một cái áo Kenzo. Và ở phía bên này thì chúng ta có một cái xào đồ đang treo những cái đồ của Off-White, và ngoài ra là của Antisocial. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vài mẫu ở đây nha. Thì ở đây chúng ta có hai cái áo, thì ở mặt sau tất nhiên rồi, chúng ta có một cái họa tiết iconic của Off-White. Đây chính là một cái màu gradient, một cái áo tay dài. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta có hai cái bàn tay và đang cầm một cái hộp thuốc của Off-White. Tiếp theo đó thì hôm trước khi mà mình đang trong cái chuyến đi công tác của mình ở tại Hà Nội, mình đã ghé Pico Sneaker, mình đã mua một vài cái áo Antisocial. Thì đây là một trong những cái áo đó. Chúng ta có ở mặt sau là những cái hình hoa, mình nghĩ là hoa anh đào, với lại chúng ta có những cái chú bướm ở đây nè mọi người. Tiếp theo đó thì lúc nãy khi mà mình đang browse the shelf thì mình thấy ở đây họ có những cái áo thun của Off-White rất là đẹp. Thì đây là ba cái áo thun này. Thì ở mặt sau chúng ta có một lần nữa cái họa tiết iconic. Và lần này thì chúng ta giống như là được lấy cái cọ và sơn lên vậy đó mọi người. Những cái màu sơn mà các bạn thấy cái màu đậm ở đây nó cũng được nổi lên nữa. Và đây thì chúng ta có một cái áo khác. Thì cái áo này mình thích hơn là tại vì ở mặt trước họ có một cái photo. Thì cái photo này chúng ta có cái thác nước nè, cây, rồi tất cả có cả chim, nhìn rất là hay luôn á mọi người. Và cuối cùng thì đây là một cái áo của Off-White, một cái áo màu trắng, và chúng ta có một cái hình của nữ thần tự do ở mặt trước, và ở mặt sau là một cái close up của cái bàn tay đang cầm cái đuốc của nữ thần tự do và một cái chữ Off ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phía bên đó và sẽ cùng nhau đi tham khảo tiếp nha mọi người. Và tiếp theo đó các bạn có thể thấy là ở trên chúng ta có một cái áo sơ mi của Louis Vuitton. Mình rất là thích cái áo này, nhưng mà có một cái vấn đề là mình không thể nào fit được cái áo này mặc dù là size 5L. Áo đó là bằng lụa. Còn ở đây thì chúng ta có ba cái áo hình như là jacket, hoodie trong cái collection mà Fear of a Black Planet của Supreme, và một cái áo Thom Browne, và đây là những cái áo khác của Thom Browne. Chúng ta có áo sơ mi, tiếp theo đó là cardigan, áo thun cũng có, và quần short nữa mọi người. Và tiếp theo đó là một cái áo của Innomonic. Mình rất là thích cái áo này nhưng mà không có size tụi mình chắc chắn luôn. Chúng ta có những cái áo của Chrome Heart, những cái áo của Moschino và Kenzo. Mình sẽ cho các bạn xem chắc là hai mẫu này. Đây, Moschino rất là dễ thương, một cái chú gấu. Và đây là một cái áo của Chrome Heart, một cái áo basic màu trắng, có một cái pocket, một cái chữ Chrome Heart, một cái font rất là iconic của họ. Và ngoài ra thì ở đây họ có bán giày nữa mọi người. Do đó bây giờ chúng ta sẽ qua đó và cùng nhau xem ở đây họ bán gì nha. Và đây là một cái khu vực mà họ trưng bày rất là nhiều, từ giày cho tới chúng ta có những cái đồ high-end Gucci, ngoài ra là có Dolce & Gabbana, Gucci slipper, rồi dép của Off-White nữa mọi người. Và đây chính là hình như cái này là Rick Owens đúng không em? Cái này là Rick, thật sự là mình không có biết gì về Rick Owens hết, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta biết là cái này là của Rick Owens, nhưng mà mình không biết là cái giày này tên là gì hết đó mọi người. Tiếp theo đó ở đây chúng ta có được trưng bày rất là nhiều Bear Bricks 400%, 1000% Medicom Toy Babe. Và đây là Yeezy 700. Thì chúng ta có Wave Runner, Inertia đúng không ta? Cái này là Inertia đúng không em? Cái này Inertia mình có.
Và cái màu này thì salt hả? Salt đúng không? Anh thật sự là không biết, cảm ơn em. Thì cái này là salt. Tiếp theo đó thì ở đây chúng ta có những đôi Adidas NMD. Và đôi này chỉ bán ở tại Nhật thôi mọi người. Đây chính là Japan Exclusive NERD. Và hình như là ở phía bên kia, ở mặt sau chúng ta có một cái hoa anh đào nè mọi người. Và cái đôi của mình hình như theo mình nhớ là size 13. Một cái màu cream. Chúng ta, đây là một cái đôi rất là đẹp của NERD. Và đây là Nike Adapt. Là một cái đôi giày tự thắt dây đó mọi người. Một cái đôi iconic của Dolce & Gabbana. Và mình á, rất là thích cái đôi này. Nhưng mà mình nghĩ là cái đôi này cũng có của nam nữa mọi người. Thì ở đây á, là một cái đôi slip on mà không có cái phần gót. Slip on. Slip on không có phần gót. Và được làm bằng một cái chất liệu bằng nhung. Và ở ngay phần upper chúng ta có một cái họa tiết, một cái chú rắn được đính đá. Đây là một cái đôi Gucci rất là đẹp. Một cái đôi basic slide slip on. Có thể gọi là slide, có thể gọi là slip on của Gucci. Cái này mặc với lại đồ dress up, áo sơ mi rất là đẹp, rất là casual. Một cái đôi sneaker của Gucci. Đây chúng ta có những cái đôi dép của Off-White. Thì ở đây họ có một cái đôi giày của Off-White, nhưng mà lúc nãy thì khách ở đây họ đang thử rồi mọi người. Và cuối cùng thì chúng ta có rất là nhiều Yeezy. Và ở đây họ có hai cái đôi Yeezy mình rất là thích, nhưng mà không bao giờ mình tìm được size của mình. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ nói với lại Mạnh là kiếm giùm anh size của anh. Hai cái đôi này thì cái này là xin đúng không ta? Cái này là xin, còn cái này là màu tree gì đúng không? Anh cũng không chắc nữa. Ok, anh thật sự không biết. Cái này mới ra đúng không? Cái này mới ra. Thật sự mình không có nhớ, tại vì gần đây họ ra Yeezy rất là nhiều nhưng mà mình không có nhớ tên. Nhưng mà đây là hai cái màu, các bạn có thể thấy là nó nhìn hơi basic, nhưng mà khi mà thật sự mà chúng ta nhìn ở ngoài đó mọi người, nó nhìn rất là hay. Đây là cái đôi màu hồng phấn, nhìn rất là đẹp. Và ở phần những cái phần knit này đó thì chúng ta có những cái màu xám rất là đẹp. Và đây thì một cái đôi màu xanh lá, và thật sự là màu xanh lá, màu vàng thật sự là đẹp lắm luôn á mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua đó, tại vì họ còn một cái khu vực họ trưng bày những cái đôi của Dragon Ball, của Adidas. Và ngoài ra là còn một cái style đồ của MLB nữa. Xin lỗi mọi người. Và đây chính là một cái tủ nơi mà họ trưng bày. Họ có rất là nhiều những cái đôi giày Ultra Boost. Và ngoài ra thì ở đây họ có hết tất cả là 8 đôi giày. Hình như là 8 cái hộp giày, mình cũng không biết, tại vì mình không phải là một fan. Mình không phải là một fan, nhưng mà mình không có coi Dragon Ball. Nhưng mà mình biết á là ở ngoài đó hình như chúng ta có 7 hoặc là 8 đôi giày trong cái collection này. Thì ở đây họ có những cái hộp giày, có những cái nhân vật. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta có những cái đôi giày đó. Hình như đây chính là rồng thần vàng, và họ có một cái phiên bản màu xanh lá đó mọi người. Một cái nón của Treasure. Và ở đây thì có một cái túi của Babe. Và những cái đôi vớ của Off-White. Tiếp theo đó thì ở bên đây á, chúng ta có những cái đôi giày. Thì ở đây thì chúng ta có những cái đôi Adidas, những cái đôi basic hơn. Chúng ta có Stan Smith, ta có Superstars. Ồ, cái đôi này hình như là có hologram, nhìn cũng rất là hay đó mọi người. Tiếp theo đó thì ở đây chúng ta có những cái đôi Alpha Bounce. Và cuối cùng thì ở dưới đây chúng ta có những cái áo thun. Chưa hẳn là cuối cùng, tại vì ở đằng sau á, họ đang thử đồ cho khách. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có, mình thấy hồi nãy á, có một cái quần short của Chrome Heart rất là đẹp. Rất là đẹp luôn đó mọi người. Còn ngoài ra là những cái áo của Babe, áo thun của Gucci. Khi mà nói về MLB thì chắc là mình không cần phải nói nhiều quá rồi mọi người. Mình đã từng làm rất là nhiều video về MLB, và đặc biệt là mình đã từng tới cửa hàng của họ ở ngay Hàn Quốc, ở ngay khu Myeongdong. Và đây là một cái áo của MLB, một cái họa tiết nổi đằng sau. Chúng ta có New York Yankees. Còn ngoài ra là có những cái áo thun khác của COS với lại Uniqlo nữa. Mình sẽ cùng với lại Brian đi tham quan cửa hàng, xem coi có cái gì. Và ngày hôm sau mình sẽ quay lại mua, tại vì cái video ngày hôm nay chúng ta phải mua giống như cái người mà họ đang mua ở gần đây nhất. Nhưng mà chắc chắn thì chúng ta phải mua theo cái người mà khi mình bước vào rồi. Còn khách ở đây họ đang thử đồ. Nếu mà họ mua trước mình thì mình phải buộc mua giống như họ thôi. Thì ngoài ra thì ở đây họ có một cái đôi Off-White mà lúc nãy mình nói là khách ở đây đang thử. Nhưng mà mặc dù hôm nay mình phải mua đôi giày này giống như là họ đang, một cái người khách ở đây đang thử, thì mình cũng đang rất là hài lòng, tại vì good pick. Ok, đi thôi mọi người. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ mua đồ. Hôm qua mình có gọi cho Mạnh, mình có nói là hôm nay anh có nói là anh tới đây để anh quay. Thì anh không có nói với em một điều là cái video ngày hôm nay á, là anh phải mua đơn hàng gần đây nhất của bên em là bán cái gì á. Thì anh phải mua giống như vậy, mặc dù không cần biết là size gì hết, anh phải mua giống như cái người gần đây. Cho nên em giúp giùm anh kiểm tra trên hệ thống. Online cũng được, hoặc là khách tới mua cũng được, không sao hết. Đơn hàng gần đây nhất của em là ngày hôm qua, là bên em bán được hai chiếc áo thun, một chiếc Innominate và một chiếc MLB. Innominate thì anh thấy ở đây á, lúc nãy tới giờ thì anh thấy có một mẫu thôi. Còn MLB thì đừng có nói cho anh biết là mẫu gì. Em vào trong lấy giúp anh, nhưng mà cho anh hỏi là hai size gì được không em? Size M. Size M, ok, vậy giúp anh lấy giùm nha. Anh cảm ơn em. Và đây chính là hai cái chiếc áo thun, cho anh xin phép.
Thì cái này là cái áo thun của MLB, thì hình như cái áo này là cái này đúng không em? Đây chính là cái áo MLB Basic. Ở mặt sau thì chúng ta chỉ có một cái logo bằng cao su thôi. Và ở mặt trước thì chúng ta có một cái badge hình chú chó rất là dễ thương. Và đối với lại cái này thì hình như là size số đúng không em, chứ không phải là size số ạ. Size của MLB size 95 tương ứng với là size M ấy. Ok, cảm ơn em, thì em cầm giúp giùm anh. Còn đây chính là một cái áo của Inner Monit. Đây là một cái áo size size M. Không biết các bạn có thể thấy được không, nhưng mà đây là cái áo size M. Nhưng mà có một cái thay đổi một chút, đó chính là đúng là mình đã mua giống như cái đơn hàng mà gần đây nhất, nhưng mà mình muốn là lấy cái áo size M Inner Monit này, và mình sẽ ở đây có size to không em? Size L, size XL. Thì cứ lấy lớn nhất giúp anh nha. Và cái size đó thì mình muốn tặng cho Brian, tại vì Brian. Ok. No. Yeah. Ok, tặng Brian, tại vì cái lý do là 2-3 ngày trước mình gọi cho Brian, mình nói là Brian ơi, Fable rất là cần Brian đi cùng với Fable shoot một cái video. Và Brian đã cancel hết tất cả, đúng không? Brian nói đi, đúng không? Đúng không? Brian đã cancel hết luôn chỉ để đi quay với lại Fable ngày hôm nay. Thì tại sao không có một cái món quà nhỏ nhỏ dành cho Brian, thì Brian phải nhận cái món quà này. Ok, nhưng mà có điều là bây giờ Brian chắc thử đi, tại vì không nghĩ là size L Brian vừa đâu. Ok, nhưng mà chắc là thử đi, giúp giùm anh lấy size to nhất nha. Ok, my man. Ok, và bây giờ thì chắc là đợi cho Brian thử, và sau đó thì hy vọng là Brian sẽ vừa. Còn nếu không á thì Mạnh ơi, cho anh nếu mà không á thì ở ngoài Hà Nội mà có size to nhất á thì đổi giúp giùm anh nha. Ok. Nhưng mà mình vẫn mua giống như cái đơn hàng trước, nhưng mà chỉ cho mình xin phép là đổi size cho cái món đồ này thôi. Lát nữa gặp lại mọi người nha. Vừa không? Yeah, that's perfect. Yeah? Yeah. Ok. Brian muốn á thì đổi được, không sao hết á. Brian muốn XL không? Tại Fable thấy bình thường Brian mặc to hơn. Yeah, chắc to hơn một tí. XL ha? XL. Nhưng mà cái này là cái họa tiết iconic của Inner Monit. Chắc là ráng kiếm một cái size to mặc cấp bộ rồi Brian. Ok? Okay. My man. Ok. Chắc là bây giờ wrap up xong rồi mình đi uống trà sữa. Okay. My man. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới một cái vị trí. Nhưng mà đây chính là một cái địa điểm ngoài dự kiến, ngoài cái kế hoạch của chúng ta. Tại vì đúng ra sau khi mà đi shopping, đi mua sắm thì chúng ta sẽ đi uống trà sữa. Nhưng mà lúc nãy khi mà mình thanh toán thì Mạnh có nói là đây chính là Mạnh lúc nãy các bạn đã gặp. Thì Mạnh có nói là Mạnh với lại Tuân đã có một cái chi nhánh mới của Sneaker Vitamin ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Mạnh có lời mời tới, thì ở đó là địa chỉ rất là gần đây đúng không em? Là 318 Nguyễn Thị Minh Khai ạ. Là gần ở đây chắc là phải đi... chỉ có 5-7 phút taxi thôi. Vâng. Rất là gần ở đây. Tại vì chúng ta đang ở ngay Nguyễn Trãi, ngay cái hẻm đó mọi người. Chúng ta chỉ cần đi qua bên Lê Thị Riêng là đi tới thôi. Thì bây giờ không thể nào mà từ chối được cái lời mời này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới chi nhánh đầu tiên của Sneaker Vitamin ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi uống trà sữa và wrap up cái video này nha. Lát nữa gặp lại mọi người. Và bây giờ thì chúng ta đang ở tại một cái chi nhánh, cũng là cái chi nhánh đầu tiên của Sneaker Vitamin ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đã cùng với lại mọi người tới một cái chi nhánh ở tại Đông Cát, Hà Nội, khi mà mình đang trong cái chuyến đi công tác của mình. Hình như ở dưới chúng ta có Sneaker Vitamin, lúc đó thì họ đang thi công. Còn ở trên lầu là Tico Sneaker, và nếu bạn vẫn chưa xem cái video đó, mình sẽ đặt cái link đó ở ngay đây. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta có một cái khu vực, đây chính là nơi mà nhận giày của khách đúng không em? Cảm ơn em, thì ở đây chúng ta có một cái bảng giá dịch vụ, một cái menu. Chúng ta có vệ sinh giày 10 bước là 100.000, dán đế thường, dán đế cao cấp và có bảo hành. Ngoài ra là xịt phủ nano và repaint, có cả may vá những cái vết rách nữa mọi người. Đối với lại custom, chúng ta sẽ không có một cái giá nhất định, tại vì chúng ta sẽ tùy theo cái độ khó của cái custom đó nữa đúng không em? Đúng không em? Đây chính là cái khu vực nhận khách của họ. Chúng ta có một cái logo rất là to của Sneaker Vitamin, The Laundry Lab. Và ở phần phía sau này là một cái khu vực phòng lab đúng không em? Dạ, phòng lab. Phòng lab, nhưng mà ngoài ra trước khi mà tới cái cửa ra vào của phòng lab thì chúng ta có một cái khu vực trưng bày của Crab Protect. Tuân, hello em. Ở đây chính là Tuân, các bạn cũng đã gặp rồi. Hello anh trai. Thôi ra đây. Cái này á, hồi nãy mình có nói chuyện với lại Tuân á, thì Sneaker Vitamin được ủy quyền để bán đồ Crab ở tại chi nhánh phố chính hãng của Crab. Ok, cảm ơn em. Ở đây anh thấy là có wipes, có những cái khăn giấy nè, có cục gôm nè, có pill, những cái chai xịt phủ nano, shoe tree. Lát nữa chắc lấy cho anh khoảng 4 cặp shoe tree nha. Và ngoài ra ở đây chúng ta có thể là mình hơi đi sai với lại cái luật, nhưng mà các bạn cho mình mua một vài cặp shoe tree nha mọi người.
Ủa gần đây á có ai có một cái đơn hàng nào của Crab á có đúng không? Đúng rồi. Ok thì chắc là lát nữa họ mua gì thì anh sẽ mua đó. Ok. Mình sẽ làm theo giống như cái luật của video luôn mọi người. Nhưng mà đây chúng ta có một cái The Ultimate Sneaker Care Kit, là bên trong đây chúng ta có tất cả những sản phẩm của Crab Protect, phủ nano cho tới shoe tree wipes cho tới những cái dung dịch vệ sinh giày. Và ở bên trong là khu vực lab. Đúng rồi. Chắc là tôn dắt anh vào trong nha em trai. Ok. Ok, đi thôi. Đi thôi mọi người. Và đây chính là cái khu vực đây là khu vực custom phòng lab. Chính xác. Phòng lab ở tại Sneaker Vitamin. Thì lúc nãy anh quên nói cái địa chỉ ở đây là nó là 348 Nguyễn Thị Minh Khai. 348 Nguyễn Thị Minh Khai. Ba. Quận 3. Thì đây là khu vực. Hello mọi người, chào mọi người. Thì đây là mọi người đang ngồi custom giày, đang dán ở ngay cái phần đế cho anh xin phép được không em? Cảm ơn em. Thì bạn đang dán ngay cái phần đế với lại những cái băng keo này nè mọi người. Tại vì khi mà chúng ta cái này là mình sơn airbrush, thì khi mà chúng ta xịt airbrush thì cái phần sơn nó sẽ không có dính ở ngay cái phần đế đó mọi người. Cảm ơn em. Và ngoài ra thì cái này là mình custom, đang custom hay là đã xong? Cái này em custom xong rồi ạ. Thì hình như là mình thấy ở đây chúng ta có một cái lá cờ của Việt Nam. Còn ở bên đây là Marine. Đây là logo của Vietnam Marine, là đội tuyển Liên minh Huyền thoại của Việt Nam. À là đội tuyển game. Vâng. Tại vì mình á không có chơi game mọi người, do mình không biết, nhưng mà chắc chắn là sau ngày hôm nay á về là anh sẽ xem qua thử. Và Brian thì đang đi tham quan. Hello Brian. Brian đang đi tham quan cái cửa hàng của Sneaker Vitamin. Ở phần đế thì chúng ta có một cái tên Kiaya. Kiaya là tên, chắc là tên của một cái anh, của một cái anh ở trong cái thật sự là em không có chơi game luôn á, em không có biết. Nhưng mà một cái đôi custom rất là đẹp ở trên một cái đôi Yeezy. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái sản phẩm của Crab đang được nằm ở trên bàn. Và ngoài ra những cái dụng cụ để custom và vệ sinh giày nữa, vệ sinh thì ở khu vực sau rồi. Và tiếp theo đó bên đó chúng ta có một cái bàn nữa, chúng ta sẽ đi qua đó để xem cái bàn này là gì nha. Ô, có một bạn đang dán đế. Khu vực này thì đế của các bạn đang dán đế là Reben. Bên đây thêm về sửa chữa. Ồ, cái đôi này hình như lúc nãy anh thấy ở bên Tico Sneaker. Đúng rồi, đúng rồi. Thường thì họ mua giày mới, đa phần mua giày mới thì đều sẽ qua bên em dán đế. Là lúc nãy anh chị, tại vì anh ở đó, anh tính tiền xong. Ủa, tức là nãy anh anh gặp anh chị đó ở đó. Đấy là gặp ở bên Tico luôn. Ừ, thì anh chị đó hình như là thử cái đôi này. Em không biết. Nhưng mà hình như là hồi nãy anh đi trước, xong rồi anh chị này mới đi, nhưng mà chắc là mới đem tới. Đúng rồi. Chắc là mới đem tới đúng không em? Có một bạn đang dán đế ở đây nè, một cái đôi Off-White. Còn tại sao ở đây mình có những cái chai xịt sơn? Hình như cái này là để em làm tường hay là không, còn cái đang? Cái này là em đang dùng cái công thức mới để custom. Custom, cái này chính là custom sơn này luôn á em? Chính xác, đó là công nghệ hydro dipping. Hydro dip. Chính xác. Có phải là cái mà cái thùng nước xong rồi mình có một cái đúng lớp rồi, rồi mình nhúng cái đó vào chính đúng không? Chính xác. Hôm trước giờ anh thấy trên YouTube chính rất xác. Là nhiều người làm luôn. Ở nước ngoài họ đang làm rất nhiều rồi. Là bây giờ em chuẩn bị làm luôn hả? Đúng rồi, đơn này em đang chuẩn bị test để làm cho sắp tới làm cho khách. Nói nghe nè, làm liền anh coi được không? Thế luôn không? Ok. Bây giờ họ sẽ có hydro dipping đó mọi người. Là họ sẽ có một cái thùng nước, sẽ có một cái bảng sơn. Và sau đó chúng ta sẽ nhúng cái đôi giày vào. Và cái lớp sơn đó nó sẽ phủ ở trên cái bề mặt của cái đôi giày đó luôn. Em bắt đầu làm trên đôi nào em? Em chính làm trên đôi Effort One. Là đôi này luôn đúng không? Đôi này đang dán. Cái bạn đang dán. Cảm ơn. Đây, cái bạn đang dán ở đây. Thì chúng ta phải dán cái phần này một lần nữa. Muốn nó phần sơn nó nhúng vào những chỗ nào thì mình sẽ để chống vô đó. Còn nếu mà không muốn thì mình phải dán băng keo lại. Dán lại. Ok, bắt đầu nha. Okay. Lấy nữa khi mà họ setup xong hết chúng ta sẽ gặp lại nhau nha mọi người. Và các bạn có thể thấy ở tại đây họ đã làm xong cái chiếc giày đầu tiên của Hydro Dipping. Hình như là lúc nãy mình làm hai lần đúng không em? Hai lần. Tại vì một lần là mặt bên này, một lần là mặt bên kia. Tại vì chúng ta muốn là cái màu xanh tím với lại một cái màu xanh mint, nó sẽ ba cái tone với lại nhau trên cái chiếc giày này. Cho anh hỏi là cái đôi này size gì được không Tung? Đó là size 42.5. 42.5. Thì giống như mình nói ở trong cái video của mình thì ngày hôm nay chắc là Mạnh nói với lại em rồi đúng không? Vâng. Thì anh phải mua hoặc là ăn uống giống như cái người mà trước đó. Nhưng mà đối với cái đôi này thì giống như lúc nãy em nói là không phải là cho khách. Em đang test. Tại vì đối với lại cho khách đó mọi người thì họ muốn một cái gì đó riêng của họ, cho nên chúng ta không thể nào mà làm giống như vậy được. Nhưng mà đối với lại tie-dye nữa, chắc là làm cho anh một đôi 42.5. Và mình sẽ giveaway cái đôi giày này ở trong cái video ngày hôm nay. Thì tất cả những gì bạn cần phải làm
4 bước, đó là subscriber, hãy join the family, hãy bật cái notification bell đó. Tiếp theo đó là hãy like, hãy share cái video này. Và cuối cùng hãy để lại một comment ở ngay dưới cái video để mình có thể quay raffle sau 3 ngày video này được đăng tải. Và đây chính là cái đôi giày Hydro Dipping. Và đây chính là cái đôi test của họ thôi. Nhưng mà sau khi họ test, chắc là sau khi em làm được một đôi thì chắc là có kinh nghiệm hơn rồi đúng không? Thì cái đôi sau sẽ là cái đôi dành cho bạn size 42.5. Và bây giờ chắc là chúng ta sẽ ở lại đây thanh toán một vài cái sản phẩm của Crab, giống như là Shoe Tree. Và sau đó chúng ta sẽ tới cái địa điểm cuối cùng, đó chính là trà sữa. Let's go! Và giống như mình nói lúc nãy thì bây giờ chúng ta sẽ mua một vài sản phẩm của Crab. Đây là bốn cái pack Shoe Tree mình sẽ mua để đặt ở trong giày của mình. Cái này là hình như khách gần đây họ mua đúng không em? Đúng rồi. Thì hai cái pack wipes với lại một cái chai phủ nano. Thì đây mới là cái plan, còn đây là mình chỉ mua thêm thôi, nhưng mà mọi người hãy thông cảm nha. Chắc là thanh toán giùm anh rồi sau đó là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tại cái quán trà sữa Happy Lemon nha. Lát nữa gặp lại mọi người. Và bây giờ thì chúng ta đã tới cái vị trí cuối cùng, đó chính là Happy Lemon. Thì một tháng trước mình đã được Happy Lemon mời mình đến đây để tham dự cái ngày khai trương cửa hàng đầu tiên của Happy Lemon ở tại Việt Nam. Và hôm đó là mình đã có cơ hội được là một trong hai khách mời, mình với lại anh Trúc Nhân. Bây giờ thì mình đang ở tại đây và giống như mình nói thì ngày hôm nay mình sẽ không biết là mình được uống cái món nước gì ở tại đây, nhưng mà rất là hy vọng tại vì ở đây có ba món nước mình rất là thích. Thứ nhất đó chính là trà bưởi, thứ hai là trà sữa khoai môn và cuối cùng là trà sữa cream với lại Oreo. Ryan uống đây lần nào chưa? Chưa. Yeah. Nhưng mà cái này là có ở rất là nhiều nơi ở Mỹ. Hôm trước thì mình đã đi Hàn Quốc, mình đã được uống thử Happy Lemon rồi. Và chắc là để cho Ryan uống thử nha. Okay, let's go. Thôi bây giờ đi vào trong gọi món. Nói là gọi thôi nhưng mà rất là nhanh, tại vì chỉ nói là em ơi lấy cho anh cái gì mà giống như là cái người ở trước họ gọi. Thôi em, giống như anh nói là hồi nãy á, anh có nói là hôm nay á, là anh phải quay một cái video là em lấy cho anh giống như cái đơn hàng gần đây nhất của em. Thì bất cứ món nước gì cũng được hết. Thì đơn hàng trước em tới 16 ly rồi. Bao nhiêu? 16 ly rồi. 16 ly. Ok. Thôi lấy cho anh đi, không sao hết. Cái đơn hàng trước là 16 ly lận. Nhưng mà khoan nha, cho anh hỏi là 16 ly đó là có, chắc hồi nãy em cũng nghe anh nói rồi, em cũng biết là anh thích uống cái gì rồi. Thì có mấy cái món mà anh có đúng không? Cứ lấy giống như vậy giùm anh nha. Lớn nhỏ gì cứ giống như là cái đơn hàng trước. 16 ly hả? Ok, lấy giùm anh 16 ly đi. Cảm ơn em. Giống như mình nói thì video ngày hôm nay á, tất cả những món ăn hoặc là những món nước mà có thể vượt quá cái số lượng người mà mình đang có ở đây á thì sẽ không bị bỏ đi mất một cái ly nước nào hoặc là một món ăn nào. Tại vì mình với lại Brian có thể là dùng những cái ly nước này đem về nhà cho gia đình, hoặc là ngoài ra là chúng ta có thể gửi cho những người ở ngoài đó để họ có thể uống và chia sẻ cùng với lại mình ngày hôm nay nữa. Đây là cái đơn đang được nhảy đó mọi người. Thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ thanh toán và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tại khu vực mà ngồi để uống nước. Nhưng mà ngoài ra thì recommend các bạn là nên tới đây uống trà bưởi. Trà bưởi ở đây rất là ngon. Nhưng mà ngoài ra là những cái món mình recommend với lại mọi người, lát nữa khi mà họ đem ra các bạn sẽ thấy được á, là cái ly nước á, là nhìn là muốn uống ngay lập tức luôn á. Đặc biệt là cái ly Oreo Cream Cheese. Một triệu 150 ngàn. Cái hóa đơn cuối cùng của video ngày hôm nay là 1.150.000 cho anh gửi. Cảm ơn em. Và tổng cộng chúng ta có 16 ly. Chắc nữa lát nữa thì không thể nào mà anh đem tới được rồi. Chắc nhờ mọi người đem qua giúp anh nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thì đây chính là cái hóa đơn thanh toán của ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có 16 ly nước và tổng hóa đơn là 1.150.000. Brian muốn uống gì? Brian thích uống trà Oreo ha. Tại vì ở đây mình có 4 ly Oreo luôn mọi người. Đó thì uống Oreo thử nha. Oreo là người ta gọi là tinh hoa á mọi người. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong, tại vì mình thấy là họ đang làm nước rồi. Đi vào trong để xem 16 ly nước nó sẽ nhìn như thế nào ở trên một cái bàn nha mọi người. Đi thôi. Và các bạn có thể thấy thì ở trên bàn chúng ta đang có 16 ly nước, 8 ly lớn và 8 ly nhỏ. Brian thấy sao? Man, không biết có uống hết được không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà không thể nào nôn nóng hơn để cho Brian có thể uống thử cái ly Oreo này. Thì Brian muốn ly to hay ly nhỏ? Ly nhỏ đi. Ly nhỏ đi ha. Với lại Oreo cũng chỉ có ly nhỏ thôi. Nó có 2 ly to nữa. Nhưng mà cái lý do mà mình uống Oreo mọi người là tại vì một tuần á mình chỉ uống trà sữa đúng một ngày thôi. Còn mấy ngày còn lại thì mình sẽ uống trà, bưởi.
Nhưng mà hôm qua chủ nhật mình đã uống rồi cho nên thôi hôm nay thứ hai uống đi để chủ nhật tuần này khỏi uống nữa mọi người. Thì ở đây chúng ta có những cái ly trà xoài và trà chanh. Ở đây là một cái món signature, một cái món iconic của họ luôn á mọi người. Những cái trái chanh này á Brian nhìn thấy rất là quen đúng không? Yeah. Giống như ở bên nước ngoài chứ không phải là chanh, đúng rồi chanh Mỹ. Tất cả những cái chanh ở đây á là đều nhập hết theo Fable biết, tại vì hôm trước khi mà đi ở đây á với lại Fable rất là thân với lại chị chủ ở đây thì chị có chia sẻ rất là nhiều. Còn bây giờ thì cái sip đầu tiên đi ha. Đây để đưa đó nè. Thanks bro. Ở đây chúng ta có 16 ly nước và team á ngày hôm nay đi quay có luôn cả Fable với lại Brian là 7 người. Do đó thì chúng ta sẽ còn 9 ly và mình sẽ để cho mọi người uống những cái ly nhỏ và chúng ta còn 8 ly lớn với lại một ly nhỏ thì sẽ sau khi mà chúng ta uống xong á thì chắc là Fable với lại Brian sẽ đi ra ngoài và gửi tặng cho những cô chú ở ngoài để có thể uống và trải nghiệm cùng với lại hai anh em mình ngày hôm nay. Ok. Yeah. Ok, let's go. Good guy. Yeah, no. Let's go. Ok. Fable uống hoài à mọi người. Do đó cũng không còn gì mà xả. Ô cái này hình như là Fable uống cái khác rồi. Cái này là puff cream. Thôi kệ không sao. Cái này là kem với lại chân châu. Còn của Brian á, đây là các bạn có thể thấy hai cái sự khác biệt. Của Brian là có cái Oreo ở ngay đây, còn của Fable thì không có, chỉ có chân châu thôi. Let's go. Mời mời. Cheers. Let's go. What you think? Good? I knew it! Good bro. Let's go! Ngon đúng không? Bình thường á, các bạn mà uống ly lớn á là phải extra thêm Oreo nữa, tại vì sẽ ngon hơn. Thôi bây giờ hai anh em mình uống hết cái ly này và sau đó thì sẽ đưa cho team mỗi người một ly và sau đó hai anh em sẽ đi gửi những cái ly trà sữa còn lại cho cô chú ha. Đi, rồi uống đi không? Yeah, đi. Let's go man. Let's go. Cuối cùng thì Brian với lại Fable cũng đã gửi tặng được những cái ly nước đó đến những cô chú để có thể trải nghiệm cùng với hai anh em mình. Và tất cả những thông tin chi tiết từ những nơi mình đi cho tới nhà của video này mình sẽ để ngay dưới phần miêu tả, ngay dưới phần description để cho các bạn có thể vào và tham khảo. Và một lần nữa shout out tới Brian thì hôm nay đã hỗ trợ Fable quay cái video này. Một người bạn rất là thân với lại mình. Và chắc là bây giờ thì mình sẽ outro cái video này một cách old school nhất. Thì mình hy vọng các bạn enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè. Kế bên dấu like cái dấu subscribe, smash dấu subscribe đó luôn. Và kế bên cái dấu subscribe có cái chuông nha, nhà các bạn biết rồi đó. Hãy nhớ vào cái chuông đó để nhờ notification từ YouTube. Mỗi lần mình đã video mới lên, một lần nữa mình là Phong Nguyễn và mình là Brian Trần và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Peace out.